Làm sao để thu hút được tiền bạc thì có giá trị. Chỉ có học và trải nghiệm thì cái giá trị nó sẽ lên, đó là tiền ở trong đầu thì nó sẽ thu hút cái tiền bên ngoài về. Đó là bản chất, đó là cách thức vận hành để kiếm tiền. Người ta vẫn bảo là cứ học đi, học đi, học đi. Vậy thì học để làm gì? Học đó là cái phương thức để nâng cao cái này lên này, thì nó sẽ thu hút tần số này về, nó rót về. Hiểu cách kiếm tiền chưa?